Con thấy như đây nhiều rồi đó. Nhiều đó ăn được nữa. Giờ con sẽ rộng nước khoảng 2-3 ngày rồi á. Thì con sẽ luộc sả ớt cho nó gần. Hôm nay rảnh nên con sẽ làm món ốc luộc sả ớt. À, cái nhà thấy ốc con bắt nhiều không? Ốc còn như chịu ai con bắt á. Bây giờ con sẽ rửa. Xong bây giờ thì ta sẽ sắc ớt. Cái nhà thấy ớt này đó không cái nhà, ớt nhà con trồng luôn á nên cay lắm. Con sẽ bỏ ớt vô. Bây giờ thì con sẽ đem vô luộc. À cả nhà thấy không? Có mấy con cua ở dưới nữa. Đây chị bác cho luộc. À con sẽ để lửa lớn nhất để cho ốc màu chín. Bây giờ thì con sẽ lấy nắp đậy lại. Vỏ của củ gừng rồi làm mắm gừng để lát nữa chấm ốc luộc ăn. Xong bây giờ thì con sẽ đâm gừng đường rồi nè, để lát nữa con làm mắm gừng ăn nè. Nãy giờ này nè, xong rồi bây giờ thì con sẽ chế mắm vô để làm mắm gừng. Xong bây giờ con sẽ cắt chanh vô, con sẽ nặn vô để nó chua chua thêm, để lát nữa ăn ốc luộc nó sẽ ngon hơn.
chín luôn rồi cả nhà ơi. Đây mùi xẻ thơm lắm cả nhà. Dạ, con đe dớ ốc xong rồi. Bây giờ con mời cả nhà cùng ăn ốc với con nha. À, kéo nó gần hồi nãy con làm nè. À, đây, con mời cả nhà ăn ốc với con nha. Gần chắc ngon không chị ơi? Ngon lắm. Con mời cả nhà ăn ốc với con nha. Ngon lắm luôn á. Ngon. Ngon chị ba.